Ôi, ở nhà trồng rau mà cũng có chuối nữa hả? Mà tốt nhất ông đừng có thấy biết cái lồng chuối ở nhà sau nhà tôi. Nghe nè. Ờ, chú chín rồi nè, chú già chín rồi nè anh ơi. Bây giờ cái vườn chuối này nó dạng trái bỏi thôi. Với lại cái mùa nắng này nó hơi nhỏ trái. Thôi suy dinh dưỡng. Dưỡng dưỡng gì, mùa hạn nội ơi, trái nó nhỏ lại. Ừ. Đó, bây giờ tôi sẽ cho ông một cái quầy lớn nhất. Ừ. Được không? Ừ. Đó, còn thì nói chung là nhiều quầy thì phải cho chứ, em đã thấy là phải cho chứ không cho là sao được. Tôi thích ăn. Tôi gọi là gì? Mến không? À, mến không, tôi cho cái nhánh to nhất. Ờ, còn vậy là quý hóa còn gì bằng. À, còn mấy cái nhánh này là tôi chia cho anh em nhà tôi, là mỗi người nhánh tôi ăn chứ một nhánh út thôi à. Ờ, quý hóa còn gì bằng. Rồi, từ nay là không được nói tôi chùm sò nữa. Ừ. À. Bây giờ từ nay các bạn đừng nói anh Khải là chùm sò, mà anh Khải là anh Khải chùm sò điệp. Chùm sò điệp. Ờ, chùm sò điệp. Có giá lắm không nội? Thì đúng, nó có giá đâu. Ừ, mắc lắm à. Thôi để tôi cắt cho ông nha. Hả? Quầy, khoan em nói nè. Hả? Nếu mà anh tính như vậy sao nãy anh không treo trên cây, anh cắt luôn cho nó dễ. Không, mới giờ anh phải mang xuống rồi anh bưng cho nó cực. Tôi chặt từ chiều rồi. Thì ý em nói vậy đó. Sao anh không róc từ lúc mà đang ở trên cây á, anh róc từ nhánh dưới nhánh từ lên đi cho nó khỏe hơn không? Sao róc? Nghĩ sao róc? Ở để dưới đây ông còn lựa thế để ông đút con dao vô ông cắt còn trên đó ông. Anh tưởng anh có sức là anh cứ bưng bưng đi à, tốn sức. Bởi tôi nói ông nhiều cái ông nói cho ông thông minh đâu, tôi thấy ông quà cố luôn. Sao? Ở dưới đây là mình đã lòn dao vô mình cắt đã khó rồi, mà ông trên cây dặn nó đứng vậy, ông dò lòn như thế nào, nó dướng nó đứt cái trái sao, nó bể trái hay sao? Dột. À đù, tôi ngu không giờ dốt. À ngu. Thì anh lấy cái anh lấy cái dây anh cuột lại đây rồi anh treo lên cái mái nhà của anh đây nè, thì cắt trên cây luôn, không cần phải mang xuống cho nó cực, dù gì anh mang đúc vô không có được một cái. Vậy người ta dắt được mới hay. Thà như nó cái chuối nó cụp xuống, cái này nó cụp xuống đúng không? Ừ, thì mình còn có thể mình lòn vô mình cắt được, con này nó dựng đứng lên mà sao mà... vậy mới hay. Mà nếu mà được á thì tôi cho một nhánh rưỡi, thêm nửa nhánh nữa, còn nếu mà không được không một trái để mà ngửi luôn. Ờ, à, cũng được. Treo đây. Hôm nay sẵn đây, hôm nay em chỉ anh cắt phần nải chuối nhanh nhất. Phân nải chuối ra đó, dù gì anh cũng phải phân, anh làm xuống anh cũng phải phân nải chuối ra chứ, không lẽ anh để như vậy. Phân trên cây cũng được mà phân ở dưới cũng được, nhưng mà em thích làm trên cây vậy đó. Suy nghĩ gì nữa? Tới tôi cao mà, tôi 1m 2m 1 2m đúng rồi anh, kêu 2m 1 mà. Ông phải đặt máy xuống đi, ông đưa tôi coi treo lên. Ừ, thấy ở nhà đóng thùng là biết em hiểu rồi đó. Tới. Rồi ok. Rồi được rồi. Rồi có khi mệt mỏi với cái cuộc sống này, mệt mỏi răng. Bây giờ nha, đâu rồi các anh cứ đi trước ha, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quá chín rồi ông ơi. Cách cắt chuối mà không cần dùng đến dao, dùng đến kéo, nói chung là không dùng dao kéo, nhưng mà cắt trong vòng 2 giây. Ông bị gì vậy ta? Thiệt mà, em chỉ một cái mẹo cắt rất là nhanh đây. Cầm dây đồng nè. Anh lòn qua bên đây, ví dụ tôi giống như cưa ống nha. Không, cưa ống không phải, này không giống như cưa ống. Anh lòn qua cái khe đó. Ờ, vô khe này đó. Ờ, làm cái khe này. Phải giống này. Ờ. Lòn vô đây. Ờ. Vô đây. Ờ. Chi. Rồi, anh rỉ xuống. Cưa hả? Không có cưa này, không có cưa, anh rỉ xuống là được rồi, không cần cưa. Đếm đi, để bà, ông nói 2 giây đúng không? Ờ. Ông đếm đi. Một là anh làm luôn đi chứ anh. Làm luôn đúng không? Ừ. Bây giờ rồi. Một. Ơ trụ. Một. Quá hay vậy. Rồi tiếp tục. Vậy là ốc đếm rớt bả đằng đâu nữa. Đó, đây là cái cắt chuối trên hay. Cắt chuối là lúc mà chuối vẫn còn đang trên cành á, các bạn muốn phân ra các bạn phân cho dễ, các bạn đỡ nặng. Vậy tính ra là cái cách này là nhanh nhất. Ừ. Khỏi sợ bị phạm trái luôn á. Đúng. Tiếp tục đếm. Một. Đâu. Được, đơn giản. Hay dữ trời. Tiếp tục. Đồ, như vậy lâu để tôi phanh tới mà tới đỉnh rồi tôi cho không cái nhánh bự nha. Ừ. Thôi nhanh dữ trời. Đếm đi. Đếm đi. Một. Đứt trong luôn vậy. Đứt trong luôn, đứt đẹp luôn nha. Nó đứt đẹp luôn nha chứ không có đứt xấu nha. Nó đứt rất là đẹp, nó đứt theo cái vòng đẹp đúng là bán túi đẹp luôn. Trong vòng 2 giây. Ông bỏ ngón tay ra tôi giật rớt ngón tay ông vợ. Ờ rồi, cầm ở đó. Đếm đi. Một.
anh bỏ xuống giùm em, mọi người đi, đây là cách của tôi ra cách phân chuối nhanh nhất. Nếu các bạn thấy cái này nó hay, hợp lý và áp dụng được trong thực tế của các bạn thì nhớ đăng ký bật chuông nha. Tôi sẽ cố gắng mang đến gia đình những cái mẹo hay nhất, thiết thực nhất và đời sống nhất. Rồi chia ra cho em đi. Không, tôi cho ông cái này nè, ông từ đây đi, ông không được tôi gọi tôi là chùm sò nữa mà ông gọi tôi là chùm sò điệp để có giá trị hơn. Cắt luôn hả? Cắt hả? Chắc là đi tiễn mật, tiễn đây. Rồi. À, tôi Leo Lộc và anh Khải chùm sò điệp. Xin chào các bạn trong các video lần sau. Tôi là chùm sò điệp.